chiều nếu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi, ngày nào rơi chúng mang thêm áo mới mà gặp lại chúng vẫn như xưa. Kính chào thầy, thầy có nhớ em không, người học trò 10 năm trước đây. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi chưa quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Trong trí nhớ đường thênh thang bạn thân kéo nhau về, bốn phương trời gọi nhau vang tiếng cười, bao âu lo giờ đây cũng xin ngừng. Có một người giờ đây đã quá lớn, một người kia giờ đây cũng âm thầm. Có một người về đâu nơi cuối trời, nghe đâu đây còn vang tên nhau. Chúng yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi, ngày nào rơi chúng mặc thêm áo mới mà gặp lại chúng vẫn như xưa. Kìa chào thầy, thầy có nhớ em không, người học trò 10 năm trước đây. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi chúng quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Quá đắng, ngày hôm nay chợt nghe cũng thật thà. Có nụ cười mọi hôm nghe não nề, ôi hôm nay chợt nghe cũng nồng nàn. Có con đường nào không có đích đến, làm sao quên được nơi đã bắt đầu. Hãy quay về tìm nhau vang tiếng cười, cho lo ngày mai của mai. Chúng ta cùng ở đây, nhìn ta xem giờ đây tan xuôi. Ngày nào rơi chúng mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Kìa chào thầy, thầy có nhớ em không, người học trò 10 năm trước đây. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi chúng quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi chúng quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Chúng yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi chúng mặc thêm áo mới, mà gặp lại chúng vẫn như xưa. Có một lời mọi hôm nghe quá đắng, ngày hôm nay chợt nghe cũng thật thà. Có nụ cười mọi hôm nghe não nề, ôi hôm nay chợt nghe cũng nồng nàn. Có con đường nào không có đích đến, làm sao quên được nơi đã bắt đầu. Hãy quay về tìm nhau vang tiếng cười, cho lo ngày mai quá mau. Chúng yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi chúng mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Khi chào thầy, thầy có nhớ em không, người học trò 10 năm trước. Kính thưa thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn cựu học sinh lớp B thân mến, hôm nay trong niềm hân hoan phấn khởi của những năm xa cách, tập thể cựu học sinh lớp B
trường trung học cơ sở Hà Huy Tập, khóa 1983-1992, tề tựu đông đủ về đây trên mảnh đất quê hương thành phố Vinh yêu dấu, nơi hơn 25 năm trước đây đã trở thành khởi điểm cho mối tình thầy trò, một tình bằng hữu sâu sắc, vững bền, cùng nhau long trọng tổ chức sự kiện ngày trở về sau 20 năm xa cách. Chúng ta trân trọng cảm ơn và chào mừng sự hiện diện của các thầy cô giáo, nguyên là giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn của lớp B niên khóa 1983-1992. Chúng ta nồng nhiệt chào đón hơn 40 bạn cựu học sinh lớp B khóa học 1983-1992. Đặc biệt xin trân trọng chào đón những người bạn làm ăn sinh sống xa quê với một tinh thần trách nhiệm của một thành viên lớp B đã vượt chặng đường xa trên nghìn cây số về tham dự ngày vui trọng đại này. Sau cái lời phát biểu của bạn Cường thì mọi người đang rất xúc động, nhưng cả lớp rất muốn được nghe những cái cảm xúc từ các thầy cô đại diện tham gia trong cái buổi họp ngày hôm nay. Lớp xin cô Hiền cho vài lời phát biểu ạ. Xin cả lớp một cảm xúc. Bạn đồng nghiệp cùng toàn thể các em học sinh thân mến, nói đến cái niềm xúc động thì cô có lẽ là người xúc động nhất. Cô và cô Phương Hoa cũng xúc động hơn nữa là các em vẫn nhớ rất đúng tên trường ngày đó, tức là trường phổ thông cơ sở Hà Huy Tập. Sau này thì bây giờ đã đổi tên thành là trường trung học cơ sở, nhưng mà các em vẫn gọi rất đúng tên của mái trường. Đó cũng là minh chứng cho cái tình cảm của các em đối với nhà trường, đối với các cô và tình bạn của các em thật là thủy chung. 25 năm các em đã có một cuộc hội ngộ rồi, đây là cuộc hội ngộ thứ hai. Các cô rất là cảm động, rất là cảm động trước một cái tình cảm của các em đối với nhau, đối với các cô thầy và đối với nhà trường. Thì hôm nay cô không những là xúc động mà các cô còn có một cái niềm hạnh phúc nữa. Hôm nay các cô rất là xúc động và riêng đối với các cô đang còn thêm một cái niềm hạnh phúc rất là lớn lao khi nhìn thấy các em trưởng thành. Có những em ngồi dưới đây là đồng nghiệp của các cô này, có những em bây giờ làm ở những cái cương vị có vị trí trong xã hội rất là thành đạt. Các cô mừng lắm, hạnh phúc lắm khi thấy một cái lứa học trò của mình đã trưởng thành. Và bên cạnh đó thì một cái tình cảm của các em nữa, ví dụ một cái tình cảm của các em đối với bạn bè, với nhau, đối với thầy cô và đối với nhà trường. Cô cũng không biết nói gì hơn. Chúc các em sức khỏe trên các cái cương vị công tác của mình càng ngày càng thành đạt, thành công trong công việc và hạnh phúc trong gia đình. Và xin gửi lời, xin gửi đến các em lời cảm ơn chân thành, rất là cảm ơn các em. Và để cảm ơn những tấm lòng của các cô thì mời các cô lên sân khấu để nhận hoa những vinh dự. Hãy nắm tay nhau và
bạn ơi, để cho những ước mơ bay thật xa. Hãy nắm tay nhau bạn ơi, để cho ta mãi luôn luôn gần nhau. Hãy hát lên đi bạn ơi, để nụ cười sẽ luôn trên bờ môi. Hãy hát lên đi bạn ơi, để cho cuộc sống thêm bao niềm vui. Dù mai có nhọc nhằn, có những gian nan và cũng có giận hờn với những muôn toan, bạn hiền ơi hãy vững tin cùng nhau vượt qua điều đó. Và trên bước đường đời sẽ thấy vui hơn vì ta có bạn bè xa cách bên nhau, cùng nhau vượt qua ngàn cơn bão tố phong ba. Một điều ước tuy thật nhỏ bé, ta sẽ ước có nhau suốt đời. Tình bạn sẽ mãi mãi không phải bạn ơi. Tay trong tay nào ta cùng vui, ta cùng ca hát. Tay trong tay nào ta cùng vui, ta cùng quay đều. Tay trong tay nào ta cùng theo nhịp chân bước. Hey hey hey. Tay trong tay nào ta cùng vui, ta cùng ca hát. Tay trong tay nào ta cùng vui, ta cùng quay đều. Tay trong tay nào ta cùng vui theo nhịp chân bước. Hey hey hey. Thời gian rất là dài đấy để các bạn tụ tập được với nhau, và mục tiêu chính là để làm sao là gắn kết cái mối tình gọi là cái thuở hoan vi thời nhỏ đấy, để làm sao là ghi lại những cái kỷ niệm đẹp cái tuổi của tuổi học trò. Quá tuyệt vời luôn. Yeah. Mà cái khóa này ấy, là có cái hay thế này này, là đang trung cấp trung học cơ sở, mà các cô rất là xúc động, là các con vẫn nhớ rất là đúng tên. Bây giờ là phổ thông cơ sở đấy. Mà trong cái lớp B của cô này, nó có một cái đặc thù này là có những bạn đó là học với nhau từ mầm non đến bây giờ.